Hạt mắc khén cũng được dùng để ướp thịt nướng. Với người Thái, đây là gia vị không thể thiếu khi chế biến món ăn này. Nếu như món lợn thui, luộc, quay vốn không khó xử lý trong khâu chế biến, thì món nướng đòi hỏi sự cầu kỳ hơn, bắt đầu từ việc chọn thịt. Không phải phần thịt nào người ta cũng dùng để nướng. Phải là những miếng thịt tươi nhất, nên lấy từ con lợn vừa mới mổ để không mất đi nhiều hương vị. Từng miếng khi thái mỏng, nghe thoảng mùi thơm tự nhiên của thịt rừng. Sau đó, tẩm ướp thật kỹ với nhiều gia vị như sả, ớt bột, gừng, hạt mắc khén, tạo thành một hương vị mà ở vùng đồng bằng không thể có. Xiên từng miếng thịt thấm đẫm gia vị vào que, nhờ lửa than hồng nướng chín. Sở dĩ một xiên thịt nướng trở nên ngon lành là bởi nó được nướng trên lửa than, trong từng miếng thịt là hương khói ấm nồng lan tỏa, có mùi ngai ngái của gia vị núi rừng, mỡ thịt xèo xèo béo ngậy, bề mặt xiên thịt vàng xém đậm đà, bên trong đỏ ngọt và thơm ngây ngất. Bây giờ thì các món ăn anh em mình đã hoàn thành. Bây giờ xin mời em đếm thử mấy món truyền thống của người Thái. Vâng ạ, vậy thì em xin phép được thưởng thức anh nhé. Mời em. Đầu tiên thì em nên ăn món gì trước anh nhỉ? Thịt nướng. Thịt nướng với xôi. Thịt nướng với xôi đúng không ạ? Anh cũng ăn đi ạ. Anh em mình cùng ăn cho vui. Em mời anh. Vâng, thơm quá. Mời em ăn thử món kia. Vâng ạ. Trước khi mà ăn thử món gà mọc này thì em xin phép phát biểu cảm nghĩ sau khi mà được thưởng thức món thịt nướng. Em thấy là cái vị thịt nướng này nó có một mùi vị rất là đặc biệt, rất là thơm. Thơm khác hoàn toàn so với những món thịt nướng mà em đã được thưởng thức. Không hiểu là đây là có bí quyết gì nhỉ anh? Chết là do cái gia vị của nó. Do gia vị của mình thì là nó có nét đặc trưng riêng. Cho nên là quan trọng nhất là cái gia vị. Thứ hai là mình nướng phải nướng than. Vâng. Nếu bằng than củi thì nó sẽ thơm ngon hơn so với nướng bằng bếp điện hoặc là các loại bếp khác. Gia vị mà anh nói thì đây đúng là cái hạt mắc khén đúng không ạ? Hạt mắc khén. Vâng, hạt mắc khén. Nó rất là thơm. Vậy bây giờ em xin phép ăn món gà mọc. Gà mọc. Vâng ạ. Em thấy thịt gà rất là đậm đà. Nhưng mà cái điều đặc biệt đây ấy, thì như vừa nãy anh nói là gia vị có góp phần rất là quan trọng đúng không ạ? Ngoài cái hạt mắc khén này ra thì cái vị nếp nương rất là thơm ạ. Vâng ạ. Anh ơi, vậy thì đối với người Thái ấy, thì khi nào thì mình sẽ chế biến những món ăn này? Chứ là những ngày lễ Tết đó. Hoặc là ví dụ phong tục người Thái là một năm thì sau vụ mùa là thường ăn cơm mới. Thường làm những món này để ăn cơm mới và có thể tiếp bạn bè đến thăm nhà. Đó. Ăn cơm mới ở đây nghĩa là? Có nghĩa là sau một vụ mùa mình thu hoạch lúa ấy, vâng. Thì là hầu hết các hộ gia đình là đều tổ chức ăn cơm mới để cúng ông bà tổ tiên. Em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Nhờ có anh mà hôm nay em được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon của dân tộc Thái.